hôm nay là chị bán bún mắm, bún riêu, canh bún. Ba món này thứ tư chị có hủ qua, cà ớt nè, heo quay, tôm, mực, thịt sắc, chả. Topping của chị là 6 phần, 6 món. Không có gì, má chồng chị kêu đi bán. Má chồng chị kêu đi bán. Rồi chị đi, chứ hồi đó chị nuôi con, chị đi bán bánh mì pha lấu. Rồi con chị nó còn nhỏ quá, đi cái đó cả ngày, mẹ nó thôi ra bán cái này đi. Là cái này là hồi trước mẹ chồng chị bán. Người ta nói ở Bình Thạnh nè, Vĩnh Lộc nè. Rồi bữa hổm có chú kia đi ngoài Sài Gòn đi xe ráp vô. Ăn bánh canh cua tội nghiệp ghê vậy đó. Giá là trung bình này chị đi bán 35 ngàn một tô. Mà bún mắm thì đi bán 40. Và chai thì bán 30. Nhưng mà bánh canh cua thì bán giá bình thường thì là 35. Nhưng mà cua xé thập cẩm thì bán 50. Cua con thì là ăn khác, tính khác. Hôm nay là chị bán bún mắm, bún riêu, canh bún. Ba món này thứ tư chị có hủ qua, cà ớt nè, heo quay, tôm, mực, sắc, chả. Topping của chị là 6 phần, 6 món. Làm rau thôi chứ còn làm thì nó cũng dễ. Rau làm chỉ có mình chị thôi, chị lặt, chị bào bông súng rồi hơi lâu. Thì chị nấu bằng nước dừa. Nấu nước dừa với lại bỏ thơm. Bỏ thơm vô cho nó dịu mắm xuống vậy thôi. Chị nấu từ mắm cá sặc, cá linh. Nấu nước dừa tươi á em. Nó ngọt mà nó thanh, nó sẽ ngon hơn. Mấy cái này thì chị ai mua thêm chị bán thêm thôi nè. Cái phần này có ủ qua với lại đồ biển của em nha. Không coi gì nữa, má chồng chị kêu đi bán. Má chồng chị kêu đi bán. Rồi chị đi, chứ hồi đó chị nuôi con, chị đi bán bánh mì pha lấu. Rồi con chị nó còn nhỏ quá, đi cái đó cả ngày, mẹ nó thôi ra bán cái này đi. Cái này là xưa tới giờ bán 7 ngày 7 món luôn, chủ nhật bán luôn á. Mà sao lại cực quá, mà nghỉ chủ nhật. Quen mà, tại vì mỗi ngày mỗi món thì người ta cũng đâu có ngán. Phần đông mà chị đi bán khách quen này nhiều. Mới có khách lạ đây thôi, chứ hồi xưa giờ chị đi bán khách quen. Người ta nói ở Bình Thạnh nè, Vĩnh Lộc nè. Rồi bữa hổm có chú kia đi ngoài Sài Gòn đi xe ráp vô. Ăn bánh canh cua tội nghiệp ghê vậy đó. Khách hơi đông thì chị cũng hơi lô bu chút. Tại vì có hai vợ chồng chị với bà chị dâu chị phụ à. Nó không đi học con chị đồ này kia thì nó phụ bán nước bán đồ. Bây giờ tụi nó đi học rồi chị có ba người. Vì chị hỏi thăm người ta thì người ta nói ăn được ok. Chị nói chị đếm không có được, nhưng mà khoảng 5 sọt cái bún nha, 5 sọt à. Bây giờ mình đang lên đồ luôn á hả chị ha? Đúng rồi, khoảng 4 giờ là mình lên đồ bán. Giờ em thấy có buổi sáng mình có bán nữa. Có, cái mơ thì mình lên ít thôi. Tại vì nói chung là cái lượng khách chị nó trong trong buổi sáng. Cũng được bao lâu rồi chị ha? Chắc trên 10 năm á. Chị làm đây đã 11 năm rồi, là quán đã có rồi. Ngày là mình bán được mấy ký mực vậy chị ha? Khoảng 40-50 ký á. Dạ. Yeah. Wow. Là bỏ mối mỗi ngày.
đây là mực, quá trời mực các bạn. Ở đây em thấy có mực này, có tôm nữa nè. Đúng rồi. Có tôm nữa nè, tôm tươi quá trời. Còn ở đây em thấy có đầu cá nữa nè. Ở đây có heo quay nữa. Ừ. Heo quay là mình đặt quay hay là sao chị? Ở nhà quay luôn. Ở nhà mình tự quay luôn. Đúng rồi, có cái lò phía sau kìa. Và là heo quay, heo quay tự mình đặt tự quay luôn, tự đúng quay rồi, tại nhà sáng làm quay luôn. Ví dụ như khách muốn mua thì sao ạ? Có em bán. có 250 một ký. Mua lẻ đó. Dạ, mua lẻ 250 một ký. Có chả cá nữa. Chả cá ớt nhỏ. Nước mắm của mình đó là đặc biệt nhất là cái phần nước dèo nè. Đúng rồi. Là em thấy nãy giờ em đứng ở đây là em chịu không hết nổi rồi đó, nó thơm quá trời thơm luôn. Không có biết bước gì trong cái này mà mình giữ chân khách hàng bao nhiêu lâu nay không chị? Thì bây giờ mắm thì người ta bỏ mối thì về mình nấu mình rây thôi, còn nêm nếm thì cô chủ nêm. Rất là thơm luôn các bạn. Nó sôi lên đi ngang đây mà, ngang ngoài đường thôi đó, đã nghe nứt mũi rồi đó. Mấy thì đặc biệt ở đây nữa, em thấy một đồ ăn nó vẫn đập vô mắt liền luôn. Mắm Linh với mắm sặc đó em. Ở đây ngày bình quân là mình bán nhiều nhất tối đa bao nhiêu tô nhiều? Tô thì chị nó chỉ đếm có được nhưng mà khoảng 5 sọt cái đúng là 5 sọt à. Rau là mình có mấy loại tất cả chị hả? 7 loại đó. 7 loại à? À. Giờ ở đây là một loại rau nè, như là cái gì? Cái này là bông súng kèo nèo. À, muống, rau thơm nè. À, giá, đó chuối, rồi trong cùng là rau đắng. Giá dao động của một tô mình là bao nhiêu? Bây giờ hiện tại bây giờ là 70-80. Tô thường 70 cơ. Dạ. Còn đặc biệt thì 80. Khác nhau ở chỗ nào chị hả? Thêm đồ ăn vô. Dạ. Đó như đây đặc biệt. Đồ ăn mình dùng sẽ nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Cái này mình chế vô và mình chắc lên cho nó nóng nha. À dạ. Cho thức ăn với bún mà nó nóng. Rất là để tâm. Đây thì có một phần, đây là tô đặc biệt các bạn ha. Tô đặc biệt này đó. Nó có nhiều đồ ăn hơn, nhiều rất là nhiều topping luôn. Đây, còn đây là tô thường cũng vậy thôi. Tràng tô. Đặc biệt không thể thiếu đó là mắm me. Mắm me dành cho mắm. Mắm cái này là chấm đi chờ cho mình có bằng tay nấu ăn. Được cũng thật thôi. Có khả năng buôn bán và kiếm tiền, biết san sẻ. Có tiền nữa là chị cũng nuôi sống gia đình là một. Hai là chị muốn kiếm vườn, lý do là chị hoài giống cũng ước mơ gì hết. Chúng ta là ngăn bánh cưới. Đi ăn bánh cưới xong thấy món bánh thái này ngon quá, thật cố được hai bán. Rồi tự mình về sáng chế mình nấu mình bán thôi. Rồi đó mới ra bán là tôi chỉ có 30 thôi. Để từ lên đồ ăn hết rồi. Để là mực nè. Tôm, chả, thắt lát. Rồi, uống không? Một tô của mình là 4 lần. Là chị lấy cái cân bình á, người ta đạo sẵn mình về mình đem nếm gia vị cho mình là cái vị bún cái này là chị nấu qua xương heo xương ống á, rồi với xả với tỏi ớt chị làm. Xứ quách này là chị chỉ là lấy nước ngọt thôi. Lúc nào mà quen thức ăn thì mình phải gì đó, chứ tại này là xương người chính nó lấy nước ngọt thôi. Cũng là ăn thôi người em đó. Giống như chờ cho mình có bàn tay nấu ăn mình nấu thôi. Dựng cho cúng thăm thôi. Mình cũng mua chân ngồi bình luôn. Đồ tươi không? Sáng 6 giờ dậy đi chợ, 7 giờ về tới đây 8 giờ bạn. Không, làm nhanh lắm. Chả này là làm cá đắt lát nên nếm rồi thôi. Rau chị bán ở rau nhút, rau muống, kèo nèo,
kia chị bán bún riêu, thứ ba thứ năm thì kia bún riêu, bún bò Huế, bún ngọc, bún vịt, mì gà, nấu nấm. Còn thứ bảy là bún mắm, là tô năm thịt bún mắm. Có một số mấy em thì nó về quê, học đó đi lên này học đã ăn xong về quê thì lâu lâu quá lên một số ghế lắm. Nào quá chị cũng quý đó, đem tiền đến mình mà, đem tiền đến mình mà chỉ vui vẻ bán cho con mà. Ngon lắm, làm sao mà ta nhớ đó. Cảm ơn những người đó đã ủng hộ chị. Chị có tiền nữa ra chị cũng nuôi sống gia đình là một. Hai là chị muốn kiếm giường, lý do là làm nghề. Ước mơ của chị là thôi, chị hoài giống, không ước mơ gì hết. Cái tâm hồn mà nó ra mới suy nghĩ vậy. Ngày nào tính ngày nấy, cái ra mình có khả năng buôn bán thì mình phải lên kiếm giường, đi sang sẻ. Quán của mình á, tự mà nói ngày xưa không có tên thì anh Tony anh có qua đây anh ăn và về anh đặt tên quán là Lunch Lady. Trời ơi, cô may mắn lắm, cô biết anh Tony là ai không? Anh nói chứ ảnh là vua ẩm thực đó cô. Ảnh qua chứ cũng không biết nữa, thấy ảnh giản dị, ảnh bình dân lắm nên mình không nghĩ là ảnh là một người mà nổi tiếng cả thế giới. Rồi sau cái tự nhiên từ đó là bắt đầu khách du lịch, khách nước ngoài là nhiều. Việt kiều thì cũng có. I came here before, maybe 5 years ago. Yeah. Oh, it's very nice, very nice. I love Vietnamese food, and this is like it's very famous. That's why I guess we come here. Yeah. Oh, she's beautiful. Yeah. Very like a good heart. Cảm thấy là mình cũng là được may mắn khi bán mà được nhiều người biết đến, khách biết đến. Cái thứ hai nữa là có ẩm thực Việt của mình. Là cũng là một trong những món mà khách nước ngoài rất thích, là cũng những cái điều mà gọi là cảm thấy vinh dự lắm trong nước Việt mình. Thứ hai thì là bún Thái. Thứ ba thì như ngày mai thì là bún mọc. Thứ tư thì là mì gà tiềm, hủ tiếu Nam Vang hoặc bún thịt nướng. Thứ năm thì bún mắm, thứ sáu thì bún bò. Thứ bảy bánh canh cua, chủ nhật là nghỉ thường tuần. Thì giá bán của mình là 40.000 một tô là một tô bình thường. Còn khi mà tô đặc biệt thì 50. Mới đầu thì cũng nghĩ là mình kinh doanh để mà với cuộc sống mưu sinh, mình sanh em bé thì có tiền mua sữa cho con thôi. Nhưng mà không ngờ chắc là do cái duyên của mình là cái nghề buôn bán, cho nên khi bán ra thì càng ngày khách lại càng đông và người ta ăn thì người ta lại càng thích. Nên từ đó mình chấm dứt là
không buôn ba nữa và xác định đây là cái duyên, cái cơ buôn bán của mình. Mình bán này thì được bao lâu rồi? 27 năm. Bán gì xin em bé xong rồi bán. Quán của mình á, thì thật sự mà nói ngày xưa không có tên, thì anh Tony anh có qua đây anh ăn và về anh đặt tên quán là Lunch Lady. Hồi lúc trước thì mình cũng bán ở đây cho những cái nhân viên văn phòng họ ăn, thì cái nhân viên văn phòng đó là có một cái mấy em đó là cái nhóm đó làm của báo ASEAN, thì có viết lên thì tình cờ ảnh đọc được. Nếu mà nói về cái đánh giá thì không biết như thế nào, nhưng mà anh ăn rồi thì anh rất rất là thích. Cô ơi, Anthony đã quay hôm bữa và đưa cái đĩa cho cô nè, và đã đặt tên quán cho cô rồi, anh rất là thích. Mà cô mới hỏi mà Anthony là cái gì, cô còn hỏi như vậy nữa, nói chứ ảnh là vua ẩm thực đó cô. Là lúc đó rồi sau cái tự nhiên từ đó là bắt đầu khách du lịch, rồi cũng như những cái Việt kiều mình ở bển rồi về á. Cái thứ nhất là khi ảnh đến đây là một cái quán của mình, là ảnh đã giới thiệu là quán ăn vỉa hè, thì cô cũng có nhiều nhà tài trợ đòi là cộng tác với cô để mở những nhà hàng, nhưng nếu vô những nhà hàng thì cô nghĩ rằng là không còn phong cách riêng của Lunch Lady nữa. Mà bây giờ mình vô nhà hàng có những người bình dân họ trong tay trong túi họ 50.000 làm gì họ dám vô, nhưng ở đây họ mạnh dạn bước vô ngồi ăn. Cho nên cô muốn giữ một cái gì đó của mình là của mình, một phong cách riêng. Khi nói đến Lunch Lady thì người ta sẽ nghĩ là một quán ăn bình dân vỉa hè và có những cái cây bàn, những cái bàn ghế thơm sơ và một cô chủ quán ù vậy nè. Đây là khách ăn, khách em đó là người Việt, khách cũng là khách đến ăn, rồi thấy quán như vậy thì em mới bỏ tiền ra đầu tư làm giò. Và cái này là trước khi anh Tony mất luôn, mà lúc đó anh còn sống thì đây là tiếng này. Thì cô làm và đã có gửi một cái bản gốc qua bển để cho ảnh coi, và ảnh đã đồng ý, rồi ảnh nói là rất là hay. Đây nè, đây là cô có để nè. Đó là của mình là vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Đó là cũng là một khách ăn tài trợ đó, làm cho cô. Như đây là bún thái chăn đầu nè. Rồi là sẽ là cá chả giò, rồi bánh cuốn. Đây là những cái công thức món ăn về cô chỉ cho những người khách nước ngoài họ mua để về họ làm, với công thức là từ 2 đến 4 người là những món ăn trong gia đình. Cái này là công thức là cô làm, cô chỉ, nhưng mà khi dịch ra tiếng Anh thì em đó dịch làm dùm cho cô. Cái hình ảnh này là hai cái người đó là ở bên Nga qua chị. Mới vừa được dạc, đọc giải luôn, coi như là tự gì. Ăn cái anh này là nhà tài trợ Mạnh Thường Quân mà hình như cũng có về ẩm thực đấy nên biết lắm, ảnh cũng theo dõi lắm. Năm có cái này là cái sách này cũng 7 năm rồi hả Cường, về bển này 5 năm có không, 7 năm có 7 năm rồi. Bán buôn thì phải cực rồi. 6 giờ rưỡi dậy rồi, đi chợ rồi về rồi bắt đầu mình làm. Không, chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, đến chiều là hết. Làm sẵn hết từ cô đấy, hồi nay trở lại đó. Đúng rồi, khách vô mình không có kịp, mình chỉ cần đứng múc thôi. Cái này là bún thái nha con. Bún thái rồi còn có... bò, chả cá, mực, tôm. Trong nước dùng thì mình sẽ có những cái xương, xương bò, xương gà, xương heo trên, mà chủ yếu là mình lấy nước ngọt, rồi có những cái nguyên liệu nấu bún thái. Xưa thì văn phòng với lại khách du lịch là nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mới mở cửa rồi thì cũng chưa có đâu. Có thấy hình như khách nào, món nào cũng thích, tự vì mỗi một món ăn thì nó sẽ có đặc trưng cái hương vị của mỗi món đó. Mà cô trong đây cô liên kết nấu ăn là
của ba miền Bắc, Trung và Nam. Thủy kiều thì cũng có, nhưng mà hầu như khách nước ngoài là nhiều. Thì cô thấy trước mắt, trước tiên là cảm thấy là mình cũng là được may mắn khi buôn bán mà được nhiều người biết đến, khách biết đến. Cái thứ hai nữa là có ẩm thực Việt của mình là cũng là một trong những món mà khách nước ngoài rất thích, là cũng cái điều mà gọi là cảm thấy vinh dự lắm cho nước Việt mình. Có người nước ngoài nó đi ăn đó, rồi đăng lên là chị bán rất là ngon những món ăn của Việt Nam, cho nên là mỗi ngày mỗi món thành ra hấp dẫn rồi đến đây ăn. Cô đi làm rồi có đôi khi cô ghé, rồi đôi khi ấy thì cô chạy ngang qua, rồi như cái món nào mà chị bán mình thích đó mình ghé mình ăn nhiều lần, là hợp với khẩu vị của mình đến, mình sẽ đến nhiều lần. Nói đúng là ăn nhiều quá thành ra món nào cũng được, món nào cũng hài lòng á, thành ra đến đây ăn. Cô nhiều khi cô mệt, cô bệnh nhưng mà cô không muốn nghỉ là sao? Nó giống như một cái gia đình nhỏ rất là vui. Có những em nó giống như nó nũng nịu với cô lắm. Lâu lắm lâu rồi đổi công ty đi, cái quán là trời ơi con chuyển qua bên quận 2, con chuyển qua quận 7 con nhớ. Lỡ là nó xà vô nó ôm nhà con nhớ cô lắm. Hôm nay ghé qua ăn nè, ghé qua ăn này nhớ cô nè nè. Thôi thứ năm này nhớ nấu bún mắm á là nhớ con nha, con có lỡ trễ là cũng phải để bàn cho con. Bởi vậy khi mà có những người khách như vậy thì mới có những món ăn ngon như vậy. Giống như là mình quá quý mến khách thì cho nên mình phải làm sao để không phụ lòng khách. Tâm huyết của mình dồn vô để mà nấu những món ăn này đó. Ăn từ lúc là còn đi làm ở đây, hồi đó làm ở đây đúng không? Dạ. Con hồi đó là làm ở đây đúng không? Đúng rồi, là chưa có gia đình, giờ có con luôn, là mối luôn. Của anh là khác lạ hết của người khác, không có người nào bán là đặc gì hết, không có người nào bán là nó đục gì. Tô đầy đủ của anh là có con mực, con tôm với lại ba miếng chả cá, với lại mấy miếng thịt bò. Thì rồi có nhiều người thì nói bún thái của anh ngon, ăn thử trước. Tại nhà ổng ăn tô nhiều bún, ổng ăn xong ăn thêm tô hai tô luôn. Ổng ăn hai tô rồi ổng mua một tô về cho vợ ổng nữa, rồi ổng nói ngày mai dẫn vợ qua. Cũng bán ở đây luôn, bán cũng mười mấy năm rồi. Rồi ông anh ổng làm nhà hàng qua Ba Lát á, ổng kêu nấu món này, nấu món này bán đi, tại lúc đó hủ tiếu á. Cứ trời mưa là tụi anh nghỉ, thành ra
biết thời gian của anh mất khách chưa à? Rồi ổng thấy bán chậm quá, ổng kêu đổi qua món này vậy. Thì bán này thì mình chỉ bán ban ngày thôi nó khỏe, còn kia anh bán buổi tối, cái này bán được hơn, thu nhập cũng đựng hơn. Thì giá anh cũng dễ ăn, giá của anh là 50, ăn bàn 50 là tô bình thường á, còn mực lớn thì 60, còn cá hồi là 65, là 65 là đầy đủ, trong đó là thêm miếng cá hồi là coi như thêm 15.000. Tô đầy đủ của anh là có con mực, con tôm với lại 3 miếng chả cá với lại mấy miếng thịt bò. Mình cũng phải lựa chỗ nào mà chả ngon mình mới lấy. Cá hồi thì anh mua nguyên con về anh tự phi lê ra. Cá hồi anh lấy tươi nguyên con ở chợ đầu mối về, bắt đầu anh phi lê ra. Về anh phi lê sẵn anh vô hộp, sẵn rồi anh mới bỏ tủ đông để bán. Để bán 2-3 ngày nữa. Cái nước đèo của anh là nó đậm đặc hơn. Nên tại nước đèo của người khác thì nó trong, còn nước đèo của anh làm nó được. Nước đèo của anh đậm đặc hơn và người ta đặc vậy thôi. Thì tại của anh là khác lạ hết của người khác, không có người nào bán là đặc gì hết, không có người nào bán mà nó đục gì. Tôm với mực thì anh lấy mỗi ngày, tôm thì anh lấy ở chợ, là tôm giao vô là phải còn sống giao cho anh nha, còn mà giao vô mà ngập rồi là anh điện bắt vô lấy lại á, không có cho giao đồ. Còn mực thì mỗi đêm anh đi chợ anh lấy. Đúng rồi, nước béo thì nước lèo nào cũng có, tùy người ăn. Ví dụ người thích ăn nước béo thì nước béo, người nào kêu lấy nước trong thì mình gạt nước béo mình nước trong. Mà có cái nước lèo của anh á, nó không bị gắt cổ, nó thanh. Ngày từ 2 tới 3 nồi. Ví dụ mà hôm nào mà tầm 1 giờ mà hết 2 nồi á thì anh nấu thêm 1 nồi. Mà nếu mà hết trễ thì tí 2-3 giờ á thì anh không nấu thêm nữa. Giờ đó thì nấu thêm nữa anh mệt lắm. Giờ đó là hết rồi về luôn. Tại mình cũng quen rồi. Lại bả làm bán buôn bán rồi cũng mười mấy năm rồi, ra tay chân cũng lẹ. Anh chứ thì chậm. Cái này là có con bé khách ngày xưa ăn tiếu á, thì thời gian cũng tuần lễ 10 ngày nó không ăn nó yếu. Xong rồi lúc anh đổi qua cái này bán á thì nó tới nó ăn, nó thấy tới ăn hủ tiếu mà thấy bán này hỏi ăn luôn, nó ăn thấy ngon á. Nó lúc đó anh chỉ để bún thái thôi, cái tự nhiên nó đăng lên mấy cái nhóm ăn uống á, Sài Gòn á, tự nhiên nó đăng là ghi là bún thái kiểu Hồng Kông, thành ra thôi thấy vậy mình lấy tên bún thái kiểu Hồng Kông luôn.